Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 29 tháng 10, giá tiêu trong nước tiếp tục ổn định trên diện rộng. Thưa các bạn, năm nay, người trồng tiêu Campuchia ghi nhận năng suất cao hơn nhưng giá lại giảm so với năm ngoái. Hiện, giá tiêu khô chỉ còn 12.000 rin trên kg, giảm khoảng 3.000 rin trên kg so với cùng kỳ. Nhu cầu tiêu thụ giảm và giá thấp là lý do khiến nông dân quyết định tạm ngừng bán hàng và tích trữ, chờ đợi giá tốt hơn. Theo Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia, ông Magni cho biết, xung đột giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Lạm phát gia tăng khiến giá thực phẩm cũng tăng lên, điều này ảnh hưởng đến nhu cầu đối với hồ tiêu sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch giảm do dịch bệnh COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine đã khiến thị trường thêm phần ảm đạm, dẫn đến giá giảm trong năm nay. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một cuộc khủng hoảng toàn cầu mới do xung đột kéo dài giữa Nga-Ukraine đã khiến giá tiêu giảm mạnh và gây thiệt hại cho người trồng tiêu, khiến nhiều người đã quyết định từ bỏ việc trồng tiêu. Thưa các bạn, cập nhật mới nhất trên thị trường xuất khẩu, ghi nhận kết thúc ngày 28 tháng 10 năm 2022. Giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia tiếp đà tăng nhẹ, ghi nhận tại cảng Lampung của Indonesia. Giá tiêu đen xuất khẩu tăng nhẹ 7 USD trên tấn, lên mức giá là 3.677 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu thì tăng 12 USD trên tấn, lên mức giá là 5.952 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu ở các nước Brazil vẫn ghi nhận ổn định ở mức giá là 2.475 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang mức giá là và 5.100 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, loại 500 g trên lít và 550 g trên lít, tiếp tục đi ngang ở mức giá là 2.950 USD trên tấn và 3.050 USD trên tấn. Đồng thời giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 4.550 USD trên tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước hôm nay, ngày 29 tháng 10, giá tiêu tiếp tục ổn định ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm. Với mức giá được thu mua trong khoảng 57.300 tới 59.500 đồng trên kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua quanh mức 58.600 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu được thu mua quanh mức 57.300 đồng trên kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay thu mua ở mức là 57.400 đồng trên kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá hồ tiêu là 59.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay quanh mức 58.500 đồng trên kg và tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức giá là 57.700 đồng trên kg. Thưa các bạn, hiện nay, hồ tiêu Việt Nam dẫn đầu thế giới về năng suất và sản lượng. Hai năm trở lại đây, nhiều quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Indonesia trở thành đối thủ cạnh tranh với Việt Nam. Trong đó, đáng quan tâm nhất là hồ tiêu Brazil có chất lượng tốt hơn, với 80% lượng bán ra thị trường thế giới đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2022 trên kênh Phố Núi TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.